Thưa quý vị, những khi mà chúng ta gặp những trái ý, những khó khăn, thật ra không phải là Thiên Chúa bỏ mặc chúng ta, mà chính lúc Chúa yêu thương ta nhiều nhất, Chúa mới dồn mình đến chân tường để đưa mình quay trở lại. Có phải vậy không thưa chị Lệ? Và thưa quý vị, trong cái tôi thấy được dòng lịch sử của tân nhạc Việt Nam, phần lớn các nhạc sĩ thì thường không ít khi nào họ hát, mà các ca sĩ thì ít sáng tác. Nhưng rất đặc biệt hôm nay, quý vị sẽ được thưởng thức nhạc phẩm Trở Về, một sáng tác của chị Kim Lệ và được chính tác giả trình bày. Thưa quý vị, một lần mời quý vị hướng vào sân khấu để thưởng thức tiếng hát của nhạc sĩ Kim Lệ. Trở về trong tình yêu Thiên Chúa, qua những năm mê mải với chuyện đời, qua những năm còn sống giữa biển khơi, thấy sóng gió và thấy toàn dối trá. Con trở về trong hình hài xa lạ, một tấm thân tấm thân giờ sơ xác âu sầu, không gì cả dù cho là tấm áo. Con chợt nhớ tháng ngày xưa cũ, hiền lành sống chẳng ưu tư, mắt ngây thơ sáng đẹp môi cười, lòng vẫn thiết tha yêu người. Con trở về tâm tình đầy thông hối, xin Chúa thương thứ tha những tội đời, xin Chúa ban ân phúc khắp mọi nơi, cho thế giới tình yêu tràn muôn lối. Gặp đau khổ ưu phiền, con tìm đến nguồn ban tình âu yếm. Con chợt nhớ tháng ngày xưa cũ, hiền lành sống chẳng ưu tư, mắt ngây thơ sáng đẹp môi cười, lòng vẫn thiết tha yêu người. Thương thứ tha những tội đời,
xin Chúa ban ân phúc khắp mọi nơi cho thế giới tình yêu tràn muôn lối. Con trở về tâm tình này cám tạ, xin Chúa thương con mãi đến ngàn sau, để những khi gặp đau khổ ưu phiền con tìm đến nguồn ban tình âu. Ngày thơ sáng đẹp môi cười, lòng vẫn thiết tha yêu người. Còn bây giờ không còn là con nữa, đứa con hoang đã phản nghịch bao lần, giờ hối lỗi trở về tìm nhãn Chúa. Chuộc lại lỗi xưa, giờ hối lỗi trở về tìm nhãn Chúa. Chúa thứ tha cho chuộc lại lỗi xưa.